trong thời đại của kỷ nguyên số, với khoa học công nghệ vượt trội và phương thức sản xuất chuyên nghiệp hiệu quả, đã tạo nên dây cáp điện Cadison chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu. Cadison tốt, bền, an toàn, tiết kiệm điện. Cadison giá trị bền vững cho mọi công trình. Cadison, dây điện tốt, cáp điện bền, tạo sự khác biệt bởi chất lượng.